Tôi là Nguyễn Thị Kim Liên, tôi sinh năm 1964. Hiện tại tôi đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết đến trí tuệ này, biết đến cô Lanh từ tháng 9 năm 2022. Và cũng tình cờ, nhưng thật sự khi tiếp xúc với cái bài học đầu tiên của cô Lanh thì tôi cảm thấy như là cái trí tuệ này nó đã chạm sâu bên trong mình. Và dần dần tôi được lớn lên và tôi cảm thấy như tôi được tiếp xúc với lại một cái trí tuệ thật là tuyệt vời. Trước khi đến với trí tuệ này thì tôi có rất nhiều cái giới hạn. Ví dụ như là tôi hạn chế về sức khỏe, tôi có những cái nỗi sợ ở bên trong, tôi không bứt phá được bản thân mình. Nhưng mà chỉ sau khoảng 3 tháng tôi tham gia thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi tốt lên rất là nhiều. Cụ thể là trước đây mặc dù tôi là bác sĩ nhưng mà tôi bị thoái hóa hai cái khớp gối, và tất cả khi mà đi khám bác sĩ vật lý trị liệu đấy thì tất cả bác sĩ đều nói là tôi không có được vận động nhiều, không có được chạy. Nhưng mà từ khi tham gia cái hành trình này thì tôi chạy đều đặn thường xuyên, một ngày 3 cây số, và cảm thấy rất là bình thường. Cho nên là cái trí tuệ này đã đưa đến cho tôi cái đầu tiên, đấy là sức khỏe. Tôi thấy sức khỏe tôi cải thiện được rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là tôi cảm thấy cải thiện được tất cả các mối quan hệ với chồng, với con. Ví dụ tất cả từ trước đến giờ, khi chồng có một biểu hiện gì đấy hoặc con có một biểu hiện gì đấy thì mình luôn luôn có một cái cảm xúc rất là tức giận. Nhưng mà từ khi học đến cái trí tuệ này thì tôi đã hiểu là tất cả những cái cảm xúc xấu đó là do bên trong mình. Và thường tôi đã quay lại bên trong để làm việc với chính mình và cảm thấy cái cuộc sống mỗi ngày một dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn và bình an hơn. Đó, và ngày hôm nay rất là tuyệt vời là tôi được trải nghiệm hành trình chinh phục Phan Xi-păng. Và trong cái hành trình này thì tôi tưởng là sức, thực ra trước khi tham gia thì tôi cũng luyện tập rất là nhiều, nhưng thực sự trong cái quá trình trải nghiệm thì mình mới cảm thấy sức khỏe của mình nó cải thiện, nhưng mà đâu đó nó cũng vẫn chưa thật là tuyệt vời. Nhưng mà tôi cảm nhận được tất cả đồng đội đã rất là yêu thương tôi và truyền thêm sức mạnh cho tôi để ngày hôm nay, giây phút này tôi đã có ở đây để ghi nhận bản thân mình và ngưỡng mộ bản thân mình. Bản thân mình rất là tuyệt vời, mọi thứ sức mạnh đều ở trong mình hết. Yes! Đặc biệt ngày hôm nay tôi đã cùng 27 đồng đội của tôi chinh phục đỉnh Phan Xi-păng. Và đặc biệt trong hành trình này tôi đã chiến thắng bản thân tôi không phải một lần mà rất nhiều lần. Tôi có được cái thành tích này đấy là nhờ sự hỗ trợ, đoàn kết, yêu thương của đồng đội. 27 người là như là 27 anh em trong một gia đình. Tối nay chúng tôi sẽ được trải nghiệm cùng với mẹ thiên nhiên, cùng với mẹ vũ trụ tại đây một đêm, để sáng mai chúng tôi lại tiếp tục hành trình chinh phục Phan Xi-păng. Và chúng tôi chắc chắn chúng tôi sẽ chiến thắng tại đỉnh Phan Xi-păng một cách quyết thắng nhất. Yes!